bạn này đến từ di tích hình hồn này để xem tạo các cái mẫu tóc Nhật Bản. Ôi 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 đau quá. Đừng để thun mà đất thích tóc phân. Rất là đau. Tiếp mấy cái này ra nhá. Ôi cứ hết cái tóc rồi. Mình sẽ lấy cái ống gôm này xịt cho nó có sao. À, có độ cứng không ạ? Mình sẽ để sang một tí nữa. Nếu các bạn không có máy cũng được đấy, ở một sao một bên cũng được, nhưng mà mình có tắt máy cho nên là mình đây như thế này. Còn mình thấy đây cũng mình thấy rẻ như thế này, nhưng mình rẻ thứ thế này nó khác nhau nhá. Ồ, đau quá. Rất là ngố nhập vào. Mình sẽ về vào đây. Tự bên đây bật sáng. Đấy. Còn mình sẽ xịt thêm. Để mình tự nó phồng phồng một xí. Bây giờ mình sẽ không có kẹp thì mình sẽ dùng cái tích thun bột nhé các bạn, bột lại. Thế thì cũng đã lấy tóc con mình rất là nhiều.
Bây giờ mình sẽ lối cái phần này nhé. Rồi nó lên. Đấy. Cần nó có độ phồng vậy. Ui, phồng quá hả? Cái hướng này là nhìn được nó rõ. Cái mắt lại các bạn, có gì nó sẽ bắn vào mắt. Đấy, mình rất là thích cho tóc mà cho ở đây ở phòng tóc mái đây này. Mới thích. Ừ. Nó rất là xinh. Mình có thể cuốn sang cái này nhé. Cuốn sang phần này. Không phân được các bạn ạ. Ta dùng máy làm sẵn mà. Đúng rồi, máy đang sẵn của mình hiện đang bị hóc rồi. Mong là thôi chứ cái phần đằng sau này cho nó mượt cho nó gọn đấy. Nếu mà có kẹp mà các bạn có thể làm phò kẹp ở đây một phát các bạn này. Đấy thì nó sẽ phồng cao lên thì nó sẽ đẹp hơn. Còn mình không có kẹp thì mình khi là làm cái tô phồng bên trong. Đấy thì nó phồng nhẹ hơn. Kẹp ấn thì nó sẽ chặt hơn các bạn. Cái dùng giấy phun này nó không được chặt vào lắm ý. Mình đã hoàn thành xong rồi nhé các bạn. Đây, mình sẽ cắt mái cho mình khác không? Được rồi.
phòng đó mình thấy rất là mình rất là thích cái góc mà có độ phòng như thế này, thì nó rất là đó, video của mình đến đây kết thúc, tạm biệt các bạn.